Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Thảo Dược Tầm Xa. Và sáng hôm nay xin chia sẻ một cây thuốc chữa yếu sinh lý cả nam lẫn nữ nha. Và cái này ngoài công dụng chữa yếu sinh lý còn chữa yếu tinh trùng, đấy, vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. Và hôm nay Sa sẽ dẫn mọi người đi tìm cây thuốc mà hôm nay Sa chia sẻ nha. Sa đang đi trên đường này. Đây đã thấy một cây rồi đấy. Mọi người biết đây là cây gì chưa? Ở trước mặt chúng ta chính là cây tơ hồng xanh ấy. Cây này thì mọc quấn lên cây khác, nó đang ra hoa. Ở đây ta đang lấy tơ hồng này và bám trên cây khác nhá. Hiện tại nó chưa có quả, nó đang ra hoa. Đấy, hoa của nó đây. Cái này tác dụng bổ tinh túy, bệnh xương khớp, bổ thận. Đấy, rất nhiều tác dụng nha. Ta sẽ lấy về và ta sẽ hướng dẫn mọi người cách làm. Là nhiều. Đây, và hiện tại cũng có quả đây. Ở tơ hồng xanh. Rất nhiều loại tơ hồng nha, tơ hồng vàng, tơ hồng đỏ. Và tác dụng tốt nhất thì để chữa sinh lý thì tơ hồng xanh là tốt nhất. Sau đây sao sẽ đi về, mọi người chỉ cần lấy bằng này thôi, hoặc 1 cân. Đó. Đi về nhé. Sau khi đi về mọi người sẽ nhặt hết những cái gì bám trên cái này nha. Cái này nó thuộc dạng thân bám. Đấy. Bám vào cái khác là ký sinh, lẫn rất nhiều cái cây thuốc khác, hoặc là những cây có độc thì mọi người phải nhặt hết đi nhé. Mọi người lấy tầm nó có quả thì rất tốt. Cái này ngoài công dụng chữa yếu sinh lý cũng còn chữa vô sinh hiếm muộn ở nữ giới hoặc nam giới cũng rất là hay nhé, rất nhiều tác dụng, có đau lưng cũng rất hay, thì nó bổ thận. Thì nó nhà sạch mọi người sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ để ráo nước, chúng ta sẽ băm ra, chúng ta phơi khô sao vàng nha. Ta có thể ngâm rượu với các vị thuốc khác. Để chữa yếu sinh lý mọi người sẽ ngâm với lục thông dung, rễ cỏ xước, ba kích tím, thủy tử, nấm dương hoắc. Mỗi vị chúng ta sẽ sử dụng 1 đến 200 gram. Ta ngâm 15 lít rượu trắng. Sau khoảng 1-2 tháng chúng ta sẽ sử dụng nhé. Và mỗi ngày mỗi người sẽ sử dụng 1-2 chén nhỏ nhé. Sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đấy. Thì sau 10 đến 15 ngày mọi người sẽ cảm nhận được rõ rệt rồi. Mọi người sẽ sử dụng liên tục và đều đặn nhé. Đến khi nào tình trạng yếu sinh lý chúng ta cải thiện thì chúng ta vẫn phải sử dụng nha. Sử dụng càng lâu càng tốt. Còn đối với nữ giới mọi người sẽ sử dụng tơ hồng xanh, thục địa, lan sâm và chúng ta sẽ sử dụng thêm mầm đậu lành nữa. Nó sẽ cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nữ giới nhé. Vừa rồi sẽ có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý cả nam lẫn nữ. Mọi người xem video hay, hãy chia sẻ tự tổng giá cho bạn bè và người thân của mọi người. Ngay mà đang bị yếu sinh lý, sử dụng ngay bài thuốc này nhé. Và sau đây sẽ xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ cho xa nhé.